Chào mừng anh chị em đã đến với kênh Mr. Vinh Pro Vlog, một kênh chuyên về những kiến thức về tài chính, những công cụ hỗ trợ cho chúng ta trong quá trình mình trade và luyện tập. Tôi rất mong rằng là những kiến thức cũng như là những công cụ tôi chia sẻ anh chị em mình, những kinh nghiệm mà tôi đã từng gửi đến anh chị em mình có thể đúc kết ra được những cái chiến lược cũng như là những cái con đường đi cho tương lai chúng ta, đặc biệt là năm 2022 này, chúng ta sẽ có một con đường đi tốt hơn để có một chất lượng cuộc sống tuyệt vời hơn. Mục tiêu của tôi vẫn là hỗ trợ anh em thật nhiều, ít nhất là trong năm 2022, mục tiêu của tôi vẫn là ít nhất phải là 100.000 người trong nước cũng như ngoài nước, tôi sẽ hỗ trợ bằng cách này cách kia. Tôi mong rằng điều đó tôi sẽ làm được. Cảm ơn anh chị em mình đã ủng hộ. Anh chị em nào lần đầu tiên đến với kênh thì xin hãy đăng ký kênh, chia sẻ kênh và lan tỏa kênh của mình thật nhiều để mình có động lực làm được nhiều hơn, chia sẻ thật nhiều hơn nữa, cố gắng hơn nữa để ra những sản phẩm tốt hơn nha anh em mình. Dạ nha anh em. Ok, thì đầu năm mới thì xin gửi đến anh chị em mình một cái cách mình tuần trước là cuối năm ngoái tôi có chia sẻ anh chị em mình là một cái danh sách coin mà chúng ta có thể holding đó. Thì cái danh sách coin đó mình holding thì mình sẽ làm cái gì anh chị em ha, và mình sẽ làm cái gì để khi mà mình mua rồi thì mình chẳng lẽ mình để im như vậy. Thì có một cách khi mình mua rồi mình có thể làm cho nó tăng giá trị hơn đó, tăng giá trị hơn. Nó cũng giống như kiểu là mình có tiền xong mình không biết làm gì, mình gửi ngân hàng mình gửi ngân hàng cho nó ra. Thì bây giờ cũng vậy, sẽ có một cách mà mình có thể holding coin xong mình không biết là coin nó trong tương lai nó có lên hay xuống, mình không biết giá trị nha, mình chưa biết giá trị nó lên hay xuống. Nhưng mà nếu như mình để im thì nó cũng chẳng có đồng nào lên. Ví dụ bây giờ tôi mua là 1.000.000 đồng Shiba, nếu như một năm năm nữa vô tình nó lên một đô một Shiba thì có nghĩa là tôi cũng chỉ có 1.000.000 đô. Nhưng nếu có bằng cách nào đó tôi có 1.000.000 đồng Shiba, sau đó tôi gửi ngân hàng coin, nếu giả sử như có ngân hàng coin, tôi gửi ngân hàng coin, thì mặc dù đúng là lãi suất ví dụ như cũng chỉ có 3%, 4% thôi, nhưng mà bèo 1.000.000 đồng Shiba mà 3% cho là 4% đi anh em nhé. Tôi tính đơn giản cho là 4% một năm, 4% một năm, tôi không tính lãi kép nha anh em, tôi tính lãi đơn thôi. Mà khi 4% một năm đó, bây giờ tôi mở cái danh sách coin lên, vừa nói vừa coi vừa cho chúng ta cái dễ hiểu hơn nha. Đó, đó, tôi giả sử mà tôi mua cái đồng Shiba này đó anh em nhé, và tôi giả sử là có 4% một năm, tôi mua 1.000.000 đồng, 4% một năm thì anh em mình nghĩ là một như vậy là tôi sẽ có bao nhiêu đồng đó. Thì cứ 100.000 thì tôi sẽ có là 4.000 anh em nhé, 1.000.000 thì tôi sẽ có là khoảng 40.000. Ít nhất là tôi sẽ có như vậy đó, ít nhất là tôi sẽ có được thêm từng đó Shiba nữa. Nếu như mà chúng ta lỡ xui xui nó lên 1 đô thiệt anh em ạ, lỡ nó lên 1 đô thiệt thì vô tình chúng ta đã được 1.000.000 đô cộng thêm 40.000 đô tiền lời nữa, thì đó là một điều mà vô cùng tuyệt vời, đúng không chị em? Đó, đó là chưa kể lại kép nha anh em. Đó, thế thì hôm nay tôi xin hướng dẫn anh chị em mình một cách kiếm như vậy nữa. Ngoài cái việc mà chúng ta mua để đó thì chỉ bình thường rồi, mua xong chúng ta gửi vào trong ngân hàng đó nữa, thì gửi nó như thế nào thì anh em mình hãy theo dõi cách tôi làm đây nha anh em. Ok, thì anh em mời anh em hãy theo dõi hết clip này để hiểu hơn về cách hoạt động của nó anh em nhé. Đó, ok, thì đây là cái đồng sinh mà vừa rồi tôi có giải thích anh em mình cách mà tôi mua và tại sao tôi mua, lý do tại sao mua. Đó, thì có rất nhiều lý do, trong một trong những lý do đó là nó từng bùm lên, từng có hệ sinh thái hoạt động, không biết là lừa hay không lừa, nhưng mà ít nhất thì có một số hệ sinh thái đã làm rồi anh em ha. Đó, trong những bàn nhậu tôi nhớ có một câu nói của một vài anh nhậu, anh nói với tôi rằng đó là nếu chúng ta đi vô một cái quán đông thì ít nhất thì chúng ta vẫn có 3 lý do để không phải sợ. Đó là lý do thứ nhất là chúng ta sẽ không sợ bị nếu như có bị lừa thì chúng ta cũng đang đang có rất nhiều người lừa chung với chúng ta kiểu như vậy anh em đó. Còn nhiều điều nữa mà tôi quên rồi, thôi nói chung là đại khái là như vậy, hồi xưa nhậu là biết mấy câu chuyện đó. Ok, thế thì bây giờ tôi nói về đồng Shiba, quay lại đồng Shiba hoặc là quay lại một đồng khác. Thế bây giờ làm cách nào để mình tăng lãi suất giống như mình gửi ngân hàng, thì anh em mình nhìn vào cái điện thoại của tôi anh em ha. Đó, nhìn vào cái điện thoại. Thì khi mà anh em mình mua rồi, tôi giả sử anh em mình mua rồi. Đó, đấy, tôi giả sử mình mua rồi thì vô trong cái ví, anh em mình vô trong cái ví thì sẽ có là cái ví spot này nha anh em. Đó, đây là những cái giá trị đồng coin mà anh em mình đang trữ, đang có mà chưa làm gì hết. Thì anh em mình năm này theo qua tháng khác thì nó cũng y chang như vậy anh em ha. Đó, trong cái ví spot này. Thì thay vì vậy chúng ta hãy chuyển từ cái chỗ giao ngay này này, chúng ta chuyển qua bên cái phần đó, phần earn này đó, phần kiếm tiền đó, đó mới đọc tiếng Anh đúng không đó. Thì vào đây chúng ta sẽ đăng ký, tôi giả sử nha, tôi đăng ký là đăng ký tích lũy với earn đấy. Thì thì khi mà chúng ta đăng ký tích lũy như vậy nè, thì ví dụ như tôi gõ đồng Shiba đây, Shiba đây,
Đó, thì đây nó cho chúng ta là bao nhiêu phần trăm một năm? Một năm nhé, chúng ta đừng đừng nghĩ nó nhiều quá, là 525% một năm. Đó, kiểu vậy. Và vô đây và chúng ta chỉ cần là đó có bao nhiêu C3. Tôi giả sử cho chúng ta là ở đây nó bắt là không có đủ số tiền khóa tối đa. Nó bắt chúng ta tối thiểu phải 1 triệu. Ok nhá, thì tôi giả sử như vậy nha anh em. Giả sử như vậy, sau khi chúng ta bấm xong rồi, chúng ta bấm đồng ý và chúng ta bấm xác nhận. Thì khi mà chúng ta bấm xác nhận rồi thì đây đó, tức là vài bữa qua tôi cũng không làm gì hết mà C3 nó còn cho tôi lãi. Cái 400 mấy vừa rồi là cái lãi từ cái đồng C3 mà tôi gửi này anh em. Đó, lãi từ C3 này đây. Đây C3 đây đây, khoảng 3 triệu mấy C3 của tôi đây anh em ha. Đó, và nó đã tiền lãi cố định của ước tính của tôi là 475. À, tôi giả sử mà khi mà tôi staking thành công, staking thành công thì nó cho chúng ta lãi là một ngày như vậy là 474 C3. Giả sử một ngày nào đó mà lên 1 đô thì có nghĩa là một ngày chúng ta được là 474 đô. Úi ơi ơi, ngon lành. Lúc đó có đi tay vịn thì sướng không thôi, không hết tiền anh em ạ. Đấy, thì anh em mình thấy rõ ràng là hoàn toàn chúng ta có thể kiếm thêm từ những việc mà chúng ta để vào cái công cụ earn này của Binance anh em ha. Đó. Thì ok, thế bây giờ mình làm mẫu lại một lần nữa cho anh em mình xem nhé. Trong này đa số là tôi đưa vào nhưng mà không phải lúc nào nó cũng có nhé. Bây giờ mình vào lại cái ví, và trong cái ví, trong cái phần giao ngay thì tôi giả sử là cái đồng có đồng nào đúng không, chắc phải mua thêm Shiba quá. Đây đồng 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 Tron nó cũng trả lãi suất về cho tôi này anh em. Đó, nó trả lãi suất về cái ví giao ngay này, trong cái ví spot này anh em ha, trong cái thư mục spot này. Thì chúng ta làm như vậy là cũng thay vì chúng ta đi gửi ngân hàng thì coin nó cũng trả về chúng ta đó. Mà sau này mà lỡ như nó tăng lên thì có nghĩa nó tăng giá lên thì có nghĩa là coin chúng ta cũng tăng theo và lãi suất đó chúng ta cũng ngon lành luôn anh em ha. Đó thì đó là cái mà chúng ta phải tuyệt vời, chúng ta có thể tìm hiểu anh em ha. Bây giờ tôi sẽ làm mẫu anh em nha, bây giờ không có cái đồng nào để tôi làm mẫu nha. Đó, bây giờ tôi giả sử tôi mua một đồng Shiba nữa đi. Đó, để tôi gửi anh em mình xem nhé, để tôi làm mẫu anh em nhé. À, làm mẫu cũng phải làm chục bạch cho anh em mình. C3 cái coi. Đó, C3. Đó, con chó C3 20 à, 20 mua cũng được. Đó, tôi giả sử tôi mua 1 triệu anh em nhé. Đó. Giả sử bây giờ là tôi, nhưng mà trước khi mua là tôi phải bỏ đi một cái, bỏ đi những lệnh chờ. Thì sau này tôi sẽ hướng dẫn anh em mình thêm những cái lệnh chờ như này nữa. Đó. Lệnh chờ. Tạm thời chờ bỏ dưới đây. À, để tôi có đồng tôi mua trực tiếp. Ok thì bây giờ tôi sẽ mua, nó bắt mua 1 triệu mới staking được. Bỏ thêm một cái nữa. À, tôi sẽ mua 20 đô. À, staking tạm thời cái đồng nào mà ít có khả năng về tôi sẽ bỏ nó đi. Đấy. TRX 51 này. TRX về 49 có vẻ khó. Xóa nha. Ok thì tạm thời đang có 20, tôi sẽ mua không biết đủ 1 triệu không nha. 900 ngàn. À, 999 ngàn. Ok. Đó. Đây. 999 ngàn. Cũng không đủ, tôi phải bỏ thêm mua đúng 1 triệu. Anh em nha. 51 C3 ADA, ADA 0.9 bỏ một cái. Ok, đấy, giờ đủ là mua 1 triệu rồi. À, 1 triệu. Ok, đó tôi giả sử tôi mua 1 triệu đồng Shiba. À, em nhá. À, mua ở giá 77 luôn đi. Đó. 8 3 82 thì mua limit nha, 80 đi, nó xuống về limit là nó khớp. Đó. Đấy, nó khớp nhanh lắm, nếu mà đấy, khớp rồi đó, quốc rồi đó. Nó dính từ triệu rồi đó, buồn ghê luôn. Ok, đó. Rồi thì chúng ta vào đây thì chúng ta tôi sẽ thấy là chúng ta sẽ có là 900 vãi chưởng, quên 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 trừ phí thuế anh em ạ. À, rồi thiếu rồi rồi, không biết là như vậy nó có cho start trong đó. Thử lại nhá, đăng ký và chúng ta vào đây chúng ta gõ C3 đó,
mình có thể là thằng kia nó bắt thằng này có sẵn và tối thiểu phải là 1 triệu, rồi thiếu rồi không đủ buồn, mày phải mua 1,2 triệu đấy, tôi sẽ mua thêm 500 nữa anh em nha, mua thêm 10 đô nữa đấy, trong quá trình thử nghiệm mà cũng phải tốn tiền, 0.0000028 đó, 2077 đi đấy, rồi mua 500, 499 đó, ok ha, 77 luôn, kết khớp lẹ lắm anh em ạ. À, 2077 76 rồi đó, và chúng ta qua bên phần ví, chúng ta sẽ thấy là phần ví giao ngay nha, đó nó cho chúng ta đang là 1,4 triệu C3 thì ok, thì chúng ta vào trong phần phần ơ này đó, thì chúng ta vào phần đăng ký kênh và quên xin lỗi, vào trong cái phần đăng ký tích lũy đó với anh, rồi chúng ta vào đây và vào trong C3 chúng ta chọn 525 luôn anh em ha, 90 ngày đấy và tối đa luôn, và chúng ta bấm đồng ý và chúng ta bấm xác nhận, rồi ok, vậy là chúng ta xong rồi đó. Đi đến staking chúng ta xem như thế nào. Thì chúng ta sẽ có một mớ đồng người ta quảng cáo staking cho chúng ta, hoặc là staking đi, thì sau này tôi sẽ nói rõ hơn về phần này anh em nhé. Thì tạm thời thì chúng ta cứ gửi như vậy, đây là chúng ta đã gửi được ngân hàng rồi, ok anh em nhé. Thì đó lãi chúng ta này, dự kiến là cái vừa rồi chúng ta vừa gửi rồi nha, chúng ta vừa mới gửi là 1,4 triệu C3 là cái này đây anh em nhé, đó này, và nó cho chúng ta là nếu như cứ qua ngày là nó trả về chúng ta là 215 đồng C3 anh em nhé, đó nó trả ngày 27 tháng 4 kiểu vậy. Ok anh chị em ha, thì đây là một trong những cách mà chúng ta đi kiếm lãi suất từ của sàn Binance khi mà chúng ta đã có coin trong cái spot, trong cái ví spot này anh em ha, trong cái chỗ giao ngay này anh em nhé, đó tổng tài khoản này, trong cái tổng tài khoản của chúng ta đấy, đấy trong giao ngay đó, thì ok, đây là cách mà chúng ta có thể vận dụng việc tăng lãi suất hơn cho đồng coin mà chúng ta đang trữ, cũng coi coi như là mua vé số trữ đấy mà anh em ha. Ok, thì cảm ơn chị em đã theo dõi kênh và mong anh chị em nào lần đầu tiên ghé kênh thì xin hãy để lại cho mình những cái like, đăng ký kênh và chia sẻ mình thật nhiều từ những cái nền tảng mà chị em mình đang có, Zalo, Telegram, Facebook vân vân, để mình có động lực làm được nhiều hơn, hỗ trợ được nhiều hơn, được nhiều anh em hơn trong cộng đồng tài chính này. Ok, cảm ơn chị em mình rất nhiều nhé, bye bye.